Địa điểm này và bên Hầm Thủ Thiêm là hai điểm tầm cao duy nhất tại Sài Gòn. Hai địa điểm bắn tầm cao nha mọi người. Đây quay được 3 điểm cho mọi người xem. Cao quá mọi người. Ở tháp này rất là cao. Mọi người đứng ở đây rất là đẹp á, mọi người có thể xem được ba nơi luôn. Để nghiêng cái điện thoại để mình quay để được 3 chỗ luôn nha mọi người. Bên Hầm Thủ Thiêm á bắn nhiều hơn bên đây.